Xin chào bạn, đây là ngắm chuyển bài Tissan EF-NZ có autofocus để sử dụng các ống kính ngắm Canon EF trên body Nikon Z. Ngắm có các chân đồng điện tử hỗ trợ lấy nét tự động và chống rung IOS ổn định hình ảnh khi chụp hình và quay phim. Tất nhiên thì ngắm này sẽ được làm từ kim loại chắc chắn, có chuỗi USB để update firmware mới liên tục, giúp ngắm luôn được cải thiện hiệu quả trong quá trình sử dụng. Bây giờ thì sẽ đến phần là test tốc độ lấy nét của ngắm. Trong clip này thì sẽ dùng là body máy ảnh Nikon Z50 và sử dụng ống kính Canon EF24-105F4 USM-2. Thông số thì các bạn có thể thấy ngay trên màn hình là tốc độ, khẩu độ và ISO luôn để cố định. Còn bây giờ thì chuyển qua test trên ống kính là Canon EF50F1.4 USM. Bạn có thể thấy rõ là ngắm lấy nét rất nhanh và chuẩn xác. Vì ngắm có hỗ trợ lấy nét vào mắt và khuôn mặt nên tiếp theo sẽ test đến phần follow bám nét theo chủ thể. Ngắm được tích hợp công nghệ lấy nét theo pha nên tốc độ lấy nét rất là nhanh và mượt mà, bám nét rất tốt vào mặt chủ thể. Ngoài ra với ngắm này thì bạn có thể chỉnh được khẩu độ ngay trên máy ảnh, điều mà rất ít các hãng khác có thể trang bị. Nếu các bạn cần thêm thông tin gì về ngắm này thì có thể liên hệ tại bãi Tissan Việt Nam, link mua hàng được miễn phí vận chuyển và hỗ trợ trả góp, mình sẽ để link ở bên dưới nhé. Rồi xin chào các bạn.